Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây là chiếc iPhone 13 Pro, một thiết bị vừa mới ra mắt của chiếc của Apple năm 2021 và đang sở hữu trong mình một chiếc chip, đó là chip A15 Bionic, rất là nhanh và mạnh. Thì trong các clip trước mình cũng đã hướng dẫn rất nhiều mẹo sử dụng đối với thiết bị này rồi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn một cái mẹo nữa làm có thể làm tăng tốc độ cho chiếc điện thoại của mình. Đó. Đối với những thiết bị mà đời cũ ấy, đời như iPhone 6, iPhone 7 gì đó thì các bạn hãy sử dụng nên áp dụng những cái mẹo như thế này. Còn tuy nhiên đối với thiết bị cao cấp và những thiết bị mạnh như thế này rồi thì chúng ta cũng không cần sử dụng cái tính năng này nữa để có thể tận dụng được tối đa toàn bộ những cái trải nghiệm đối với chiếc thiết bị mới của mình. Tuy nhiên thì đối với những thiết bị cũ thì đây cũng sẽ là một cách mà làm cho chúng ta thấy máy nó sẽ chuyển động nhanh hơn và chuyển động mượt mà hơn, cũng như là cảm giác mà máy nó dùng nó sẽ nhanh hơn, không bị tốn pin nữa so với các thiết bị trước. Thì sẽ có hai cái để mình làm, mình thực hiện đối với thiết bị này. Đó là gì? Đó là mục đầu tiên mình sẽ vào cái đặt. Cái thứ nhất nhá, là mình sẽ làm giảm chuyển động của máy cho máy chạy nhanh hơn, cảm giác chạy nhanh hơn. Và thứ hai là mình sẽ tắt những cái phần không cần dùng đến. Đó, một số những phần không cần dùng đến mình hay sử dụng. Đó, đầu tiên thì mình sẽ vào cài đặt và mình tắt đi cái phần chuyển động. Đây, ở đây các bạn có thể nhìn thấy là chuyển động này. Đấy. Nó có những cái hiệu ứng chuyển động nhá. Rất nhiều hiệu ứng chuyển động hay là những cái độ trong suốt của máy. Đó, hiệu ứng chuyển động rồi những cái hoạt cảnh làm cho máy nó trở nên chậm hơn đối với những thiết bị cũ ấy, còn mình không nói những thiết bị mới hiện đại nhé. Thì chúng ta có thể vào cài đặt. Tiếp đến là phần trợ năng. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái phần nó là phần cảm ứng nhé. À đây phần chuyển động. Đây, các bạn sẽ vào cái phần chuyển động cho mình. Đó. Thì đây là một cái phần mà làm các bạn tùy chỉnh được cái mục chuyển động này, tắt đi hay bật lên để cho máy nó sẽ có những cái hoạt cảnh, những cái chuyển động, hiệu ứng chuyển cảnh, hiệu ứng mở app, ứng dụng đóng ứng dụng vân vân. Thì đây là cái các bạn phải tắt đi, bật lên này, như vậy là nó sẽ tắt đi toàn bộ những cái hiệu ứng chuyển động. Ví dụ bây giờ mình sẽ thoát ra. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ ra luôn chứ nó không có cái hình vuốt lên rồi thu nhỏ thu xuống nữa. Đó, nó sẽ chuyển động ra ngay lập tức luôn, tất cả những cái gì mà nó có nó sẽ chuyển động luôn chứ nó không còn cái hiệu ứng đẹp mắt nữa. Đấy, thì đối với những thiết bị cũ, những thiết bị chậm ấy, thì đây cũng là một cách để gọi là cho cái máy nó sẽ chạy nhanh hơn, nó đỡ bị giật lag. Đó, còn đối với những thiết bị hoặc là đối với những bạn nào không thích đấy, thì các bạn muốn tiết kiệm được cái thời gian hơn mà không cần phải chuyển động mượt mà gì cả, mà chỉ cần chạm vào vuốt một cái là sẽ có ngay. Đấy, thì đây là một cách để các bạn tắt đi cái hoạt cảnh chuyển động như vậy. Rồi, đấy các bạn thể nhìn thấy là nó sẽ tắt mất đi luôn. Nó sẽ thực hiện ra luôn chứ nó không có cái chuyển động như trước nữa. Đó. Tương tự như thế thì các bạn tắt đi này thì nó sẽ lại có đấy những cái hiệu ứng chuyển động vuốt ra này. Đó, thu lên, phóng lên rồi thu lại. Rất là nhanh thôi, tuy nó không phải là làm cho máy nhanh hơn nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta được cái chuyển động, bớt đi cái phần chuyển động. Đấy là cũng là một cách để tăng tốc độ cho máy. Tiếp tục một phần nữa mình muốn nói, đó là cái phần mà mình hay tắt đi. Đó, đối với những bạn nào mà không quá cần thiết trong công việc hay là không quá cần thiết những cái ứng dụng không cần thiết ấy, thì các bạn nên tắt đi cái phần đó là phần làm mới ứng dụng trong nền ấy. Đó, thì đấy là một cái chạy ngầm nhá, chạy ngầm của máy. Nó sẽ luôn luôn làm mới cái ứng dụng đó. Và nó sẽ load toàn bộ đây, phần làm mới ứng dụng trong nền. Đấy, nó sẽ load toàn bộ những cái nội dung của cái ứng dụng đấy đang chạy ngầm luôn, kể cả khi bạn thoát ra ngoài rồi, nó vẫn chạy và vẫn hoạt động như là các bạn đang xem. Đó, thì cái đây nó sẽ làm cho chúng ta tốn pin hơn rất là nhiều và cũng sẽ làm cho tốn RAM nữa, nên là máy sẽ chạy chậm hơn rất là nhiều so với các bạn không, nếu mà các bạn đang không sử dụng đến. Đó, thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt và chọn cái phục là làm mới ứng dụng trong nền. Đấy, gõ lên thanh search ở trên rất là nhanh, cũng như thế này. Làm mới ứng dụng trong nền này. Rồi. Sau khi làm mới ứng dụng trong nền này, đây mình đã tắt đi rồi, nếu mà không tắt đi thì nó sẽ bật lên như thế này này. Đó, thì nó sẽ bật hết lên những ứng dụng này, những ứng dụng nào mình tải về nó sẽ tự động nó bật lên luôn, là luôn luôn là mới, luôn luôn cập nhật và luôn luôn update những cái nội dung của ứng dụng đó. Thì ở đây đối với bạn nào mà cần để ứng dụng nào thì bạn sẽ để lại thôi. Đấy, còn đối với bạn nào không cần thì bạn tắt đi, tắt bớt ứng dụng này đi. Đó, hoặc các bạn tắt hết. Đó, hoặc là khi sử dụng wifi thôi thì nó mới làm mới. Đó, còn lại nếu không thì mình sẽ tắt hết như thế này. Đó, thì ứng dụng nó sẽ không làm mới nữa, khi nào các bạn load vào ứng dụng thì nó mới bắt đầu tải lại. Đấy, thì đây cũng là một cách để các bạn làm tiết kiệm pin. Tuy nhiên thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian đối với những bạn nào mà công việc cần sử dụng nhiều, hay là các bạn cần phải luôn luôn update cập nhật thông tin, thì đây sẽ là một cái cách mà các bạn tùy chỉnh được nhu cầu sử dụng của mình. Đó, rất là hay, rất là tiện. Thì để còn những rất nhiều những cái mẹo khác như là tăng giảm độ sáng hay tắt xóa bớt ứng dụng, dọn rác vân vân, thì đấy là những cái mà theo mình đánh giá thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều so với những cái ứng dụng mạnh hay là những cái thứ mạnh như thế này. Đấy, thì mình chỉ hay thực hiện hai cái thao tác, là một là giảm chuyển động, hai là tắt những ứng dụng
trong nền thôi để cho máy nhanh hơn đó. Thì đây là những cái mẹo nhỏ của mình chia sẻ, các bạn có thể vào trong playlist mình để tham khảo thêm các mẹo khác khi sử dụng chiếc iPhone của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chào các bạn.